ngày 25 tháng 12, Chúa Nhật, Chúa Giáng sinh. Các mục từ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi các tiên thần biến đi, thì các mục từ nói với nhau rằng: chúng ta sang Bethlehem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Hỡi trần gian, im tiếng đi mà cung kính. Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi. Tiên tri Isaiah nói: hãy nói với thiếu nữ Sion, này đây đấng cứu độ người đến, người mang theo phần gia nghiệp nước trời và làm cho con người nên dân thánh của Thiên Chúa. Và hôm nay, lời tiên tri ứng nghiệm, đấng cứu thế đã giáng sinh. Vâng, con Thiên Chúa đã giáng sinh cho chúng ta, và vì chúng ta, nhưng không phải vì chúng ta công chính, mà vì chúng ta tội lỗi, vì lòng từ bi thương xót của người muốn gánh tội và xóa tội chúng ta, để chúng ta được sống sự sống của Thiên Chúa. Thánh Phaolô chiêm niệm và chia sẻ: khi đấng cứu thế Chúa chúng ta đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do lòng từ bi của người mà người đã cứu độ chúng ta bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh Thần. Vâng, đấng cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Những người đầu tiên đến với đấng cứu thế, những người đầu tiên chứng kiến và làm chứng Chúa giáng sinh, lại là những người chăn chiên đơn sơ nghèo khó. Họ đã gặp thấy mẹ Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu. Tưởng họ không hiểu điều gì đang xảy ra, ai dè tin mừng cho biết. Họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này, và họ thuật lại cho người khác việc con Thiên Chúa làm người, và ai nấy đều ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm, ai có thể hiểu thấu được lẽ trời khi nhìn thấy trong con người Hài Nhi vừa cất tiếng khóc chào đời kia đang chứa đựng một kho tàng sự sống vĩnh cửu, chứa đựng một nguồn bình an vô tận, chứa đựng một hồng phúc tái sinh nhân loại, và là một xác nhận cho những kẻ tin yêu người được thừa kế sự sống đời đời trong nước Thiên Chúa. Không phải là một thách đố lớn lao cho lý trí, cho niềm tin của nhân loại đó sao? Có phải vì thế mà những nhà hiền triết, những người khôn ngoan, những bậc vua chúa quan quyền, những chính khách, những học sĩ, tiến sĩ chưa có mặt nơi đây vào lúc này, bởi Thiên Chúa thấu hiểu lòng họ? Không chắc họ kịp bỏ đi được cái tôi lớn lao của họ mà nghiêng mình ngả mũ chào kính đấng cứu thế. Không chắc họ vượt qua nổi những thách đố này. Và đã qua 2000 năm Chúa giáng sinh, việc con Thiên Chúa làm người vẫn còn là một thách đố cho những nhà tự xưng mình là thông thái thời nay, cho những người ảo tưởng hay mê muội vẫn tự xem mình có khả năng giải quyết mọi vấn đề nhân sinh. Vì vậy, có nhiều người mừng lễ Giáng sinh
như một lễ hội để trang hoàng, để vui chơi tiêu khiển, giải trí, chứ không phải mừng Chúa Giáng sinh để mến yêu cảm tạ hồng ân cứu độ. Còn với chúng ta thì sao? Những gia đình Công giáo thiết nghĩ, trước nôi Chúa hài đồng bé thơ, mỗi gia đình hãy đặt một dấu chấm hết cho những nghĩ suy hạn hẹp bé nhỏ của lý trí mình, và hãy khiêm hạ mở lòng mình ra mà đón nhận ánh sáng thượng trí khôn ngoan và đầy lòng xót thương của Thiên Chúa. Nếu con Thiên Chúa Giáng sinh nơi cung điện châu báu, thì những kẻ chăn chiên nghèo khó kia đến bao giờ mới gặp được? Ước gì cả nhà mình cùng quỳ gối viếng Chúa hài nhi nơi máng cỏ. Bấy giờ cha mẹ, vợ chồng, con cái hiệp nhất một tình yêu gia đình với nhau đi, cảm thông thấu hiểu, tha thứ bỏ qua tất cả cho nhau đi, và cứ hãy lặng thinh đi mà chiêm ngầm. Bấy giờ bài hát cao cung lên bất hủ kia sẽ vọng lên: thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính, Chúa con sinh ra trong máng cỏ hang lửa. Tùy Chúa là vua, muôn nước suy phục tôn kính, Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm sương. Ước gì mỗi người sẽ nghe lời tỏ tình thì thầm của Chúa Giêsu: xin chào cả nhà mình, hài nhi Giêsu cứu thế đây. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về tình yêu khiêm nhường. Con Thiên Chúa, hài nhi Giêsu đã đến tận nơi cùng đình bé nhỏ, để người bé nhỏ cùng đình được chiêm bái kính thờ. Amen. Mùa Giáng sinh đã về, mùa ân lộc vô vàn từ trời cao đổ xuống như sương, như mưa, tưới tắm lòng người tinh tuyền thơm ngát hương tình thương huyền nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng chúng ta là hạnh phúc lớn lao cho nhân loại. Sống theo lời Chúa TV kính chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Nguyện Chúa Giáng sinh, Giáng sinh trong lòng mỗi người, Giáng sinh trong mỗi gia đình, để tình yêu Chúa Giáng sinh làm nồng nàn tình yêu gia đình, và tình yêu gia đình làm nồng nàn tình yêu nhân loại. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người an vui. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người yêu đời. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa đã sinh ra đời.